robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong Từ Game Bet 99. Nhấn vào nút đăng ký kênh nếu bạn là người mới để không bỏ lỡ bất kỳ video nào, cũng như hãy xem hết video để chơi từ game rất pro hơn. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ nói về Hill Pet, tất cả những con Hill Pet mà chúng ta thể kiếm được trong Từ Game Bet Simulator 99. Thì đầu tiên mình đang có mặt trong Trading Plaza, nhưng mà là Từ Game Bet 10, để cho các bạn xem về một số thông tin. Từ Game Bet 99 ra mắt vào ngày 2 tháng 12, nghĩa là đã gần một tuần, cũng như trước đó vài tháng, developer đã thông báo những con Hill Pet từ game cũ có thể được chuyển, được tạo ra một phiên bản mới trong Từ Game Bet 99 để chơi. Nếu bạn truy cập qua Trading Plaza, sẽ thấy giá trị những con Hill Pet, gọi chính xác là những con Hill Pet chưa chuyển, nó sẽ đổi giá cực kỳ cao. Thì Hill Pet đã chuyển và chưa chuyển mình đã nói rồi ha, có dấu chấm than như vậy, tức là nó chỉ còn cái xác thôi. Cái xác này dùng để chơi trong Từ Game Bet cũ, sẽ không chuyển được qua Từ Game Bet mới. Đừng để bị dụ dỗ nha. Nếu bạn chơi từ game cũ thì không sao, nhưng nếu bạn đang muốn mua một con Hill Pet để qua từ game mới chơi dễ dàng hơn, thì tuyệt đối không mua những con Hill có dấu chấm than. Cũng như trên trang robotviet.vn, dịch vụ bán Hill Pet Auto vẫn còn, nhưng đây toàn bộ là những con Hill Pet có dấu chấm than mọi người nhé. Cố gắng chờ thêm vài ngày nữa. Trên web thống kê những con Hill Pet được bán trực tiếp bên Từ Game Bet 99. Hiện tại trên web đang có hai dịch vụ, một là cày thuê, hai là bán gem item. Sắp tới cập nhật thêm Hill nữa nha mọi người nhé. Titanic nè, 8.6T. Và đương nhiên Titanic này có dấu chấm than, nó chỉ là cái xác thôi. Và bây giờ cũng khá là khó kiếm những con Hill Pet chưa chuyển. Còn nếu có bán á, thì giá cực kỳ cao, lên gấp 10 lần. Golden Hill Herald 765 tỷ. Hill Happy Rock trước đây tầm 50-60 tỷ thôi, bây giờ lên 580 tỷ. Nói chung thời thế mọi người, các bạn biết trước được, gọi là mua sớm ấy, thì bây giờ đã giàu rồi. Khu vực đầu tiên của game sẽ có một cái hộp, mỗi một account một tuần chỉ được số lượng tương đương thôi. Hill Pet một tuần 5 con. Và đương nhiên rồi, những con Hill không có dấu chấm than thì mới chuyển được. Ok vậy thôi, hãy cùng chuyển qua Từ Game Bet 99 nào. Chào mừng các bạn quay lại với Từ Game Bet 99. Hôm nay mình đã max rank rồi, cập nhật tiếp theo vào ngày 9 tháng 12. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi livestream cùng mình. Thời gian đếm ngược thì bạn coi đây, một ngày 10 tiếng nữa. Cái này mình nghĩ là 12 giờ đêm ngày thứ bảy. Bắt đầu nội dung chính video, những con Hill Pet miễn phí kiếm được trong Từ Game Bet 99. Đầu tiên là nhìn phía sau lưng, kiếm được những con Hill Pet từ cái trứng xịn sò nhất của bạn, yêu cầu rebirth 2. Tức là mới đầu tiên vô chơi, người chơi sẽ không kiếm được Hill Pet từ việc mở trứng, bắt buộc người chơi phải rebirth 2. Rebirth 2 thì bạn sẽ chơi game lên map 25. Map 25 là Tiki. Map 25 là Rebirth 1, có nên Rebirth hay không? Đương nhiên phải có rồi. Rebirth 1 nó sẽ cho bạn rất nhiều phần thưởng, con bé nó mạnh hơn, cho teleport miễn phí, cũng như chìa khóa vào lâu đài. Lâu đài khu vực 3 nha, Castle. Mình chơi lại rất là nhanh thôi, chơi tới map cuối cùng là map 50. Đây là nơi sẽ có Rebirth 2, Rebirth 2. Sau khi Rebirth lần 2, nó sẽ cho bạn Auto Hatch, tự động mở trứng, đủ điều kiện Rebirth 1 và Rebirth 2, hãy cứ Rebirth. Còn chỗ này là khu vực 51 nè, unlock vào ngày mai nha, 9 tháng 12. Những con Hill Pet mở từ cái trứng xịn sò nhất, tức là trứng cao nhất của bạn, thì nếu các bạn chơi lại từ đầu, sau khi Rebirth 2, lên đường map cuối cùng, 50, thì cái trứng xịn sò nhất của mình là trứng 63 đúng không? Để mà có cơ hội kiếm được Hill Pet từ trên bản chỗ này, bắt buộc phải treo và mở trứng 63. Con Hill này sẽ random mỗi một ngày. Theo mình quan sát là với cái bản này, có vẻ như là khoảng tầm 5 con Hill mới. Nãy mình có nói bạn Rebirth 1 đúng không? Mở cửa vào lâu đài. Trong đây nó sẽ có Spinny Wheel, và Spinny Wheel này sẽ là con Hill Pet miễn phí thứ hai. Con Hill này là 0.1% nha mọi người nhé. Đó là Hill Propeller Cat. Thì cái phần thưởng từ Spinny Wheel này nó không phải cố định, nên cái này cũng hên xui. Tỷ lệ nó vừa hiếm và vừa hên xui nữa. Nó có thì mình xoay thôi. Và bạn thấy phần thưởng mình là random. 0.1% bây giờ không phải là Hill Pet, mà là một quỹ engine tên là Midatouch. Còn bên này có một cái Hill Atron nữa, này mình sẽ không đề cập tới. Cái này thì cũ rồi, bên Từ Game Bet 10 nó có. Với lại nó không được tính là miễn phí đâu, tại vì các bạn muốn có nó thì phải đổi những quét Lucio. Địch Lucio mua bằng robot nha mọi người nha. Thì sẵn đây mình ké một cái, trong những cái upbe, những cái mini game, khi bạn lại gần á thì nó sẽ ghi một cái là possible loot, những cái chúng ta kiếm được ở trang thứ 6 nè. Nó sẽ có một vật phẩm tên là Golden Shovel, một cái xẻng vàng, cái xẻng dùng để đào quặng nha. Nhưng mà cái xẻng này có thể kiếm được thông qua upbe mini game nếu mà may mắn, và cái xẻng này có thể trading được. Mình không biết là tốc độ của nó, sức mạnh của nó so với cái xẻng các bạn mua bằng tiền trong game nó như thế nào. Cái giá mình nghĩ khá là cao đấy. Rồi vào trang thứ 9 nè, nó sẽ có thêm nhiều cái món có giá trị hơn. Như đây, quyển sách Fortune, quyển sách Midatouch. Cái quyển Midatouch mà không biết bao nhiêu tiền, nhưng Fortune này trên 1 triệu kim cương nha. Ngày hôm nay trên 1 triệu kim cương rồi. Đi tới map 27, Pirate Tavern nó sẽ có một cái mini game tên là Fishing. Và nếu may mắn các bạn sẽ câu được một con cá, không phải con Hill, tên là Hill Poseidon Corgi. Con này hiện tại trong game hình như mới có vài con thôi. Chúng ta câu cá mình sẽ có tiền. Và khi bạn đủ tiền rồi, hãy lập tức mua cần câu mới, do cần câu mới sẽ giúp bạn kiếm tiền nó nhanh hơn nữa. Câu cá thì mình cũng nói nhiều lần trong video rồi, lít chuột quăng cần câu, nổi bọt khí, lít chuột và giữ đè chuột, làm sao cho cái thanh màu xanh lá cây này nó luôn bao trong cái mồi câu, thì cái thanh bên phải á sẽ tăng dần từ từ lên 100%.
và chúng ta sẽ câu được item. Đè dưới chuột đi lên nè, thả chuột đi xuống nè, làm sao cho mồi câu nằm bên trong. Mình sẽ có tiền, có vật phẩm, rồi may mắn thì có heal pet thôi. Lên một tí nữa là map thứ 30. Đây chính là cái mini game tiếp theo. Thì trong những phần thưởng đầu quặng, chúng ta sẽ may mắn có được một tỷ lệ ra được con heal miễn phí tiếp theo, Heal Fossil Dragon. Đầu quặng cần sẻng đúng không? Hãy mua sẻng mới khi bạn đủ tiền. Và mình không biết là cái sẻng vàng kia với cái sẻng Pro Shovel này nó có cao hơn hay không. Đè dữ dụ để đào nè. Còn nếu bạn nào đã từng chơi từ game mining á, có một thủ thuật để giúp mình không phải đè chuột. Đó chính là khi mình đang đè chuột, bấm S kép, buông chuột ra, tắt S kép, thì trong game nó sẽ leak. Chúng ta không cần phải giữ chuột nữa, chỉ việc di chuột để chúng ta đào thôi. Đây cái rương nè. Và một con Hubert nữa nằm ở map thứ 45, Lava Forest. Cái trò chơi mini game này hơi lâu một xíu, thời gian hồi có tầm 2 tiếng. Con Hubert tiếp theo bạn nhận được đó là Heal Fire Horse, thử thách sức mạnh. Dùng những cái bát của mình đi farm rương. Khi bạn farm được tới vị trí cuối cùng, nó sẽ là một bãi farm giống như vậy. Và trong những vật phẩm của bạn farm, nó gọi là breakable ấy, sẽ có cơ hội lút được đồ, cũng như là con heal ngựa này, Heal Fire Horse. Và con heal pet cuối cùng từ thành tích trong game tới bây giờ chỉ có một con thôi. Những video trên mạng giả thuyết phân tích này kia hiện tại đều là fake news. Và nhiều khi con heal tồn tại đầu tiên này là con heal của developer sao. Cái cách đi vào nó có rất nhiều, nhưng mà đơn giản nhất theo mình là khu vực 22. Chỗ gần cửa hang động mình sẽ có cái mỏ neo, có lỗ chui xuống, mình rơi khỏi map. Khi mà rơi khỏi map, nó teleport chúng ta vô cái Stairway to Heaven. Tương lai mình nghĩ là sẽ có cách, theo giả thuyết người chơi lên trên đỉnh cầu thang thì sẽ nhận được con heal golden đó. Nhưng mà nếu bạn là người làm game thì sẽ biết cầu thang là vòng lập. Rồi thì đó là nội dung video này, toàn bộ những con heal pet miễn phí các bạn sẽ kiếm được từ game pet 99. Hẹn gặp lại mọi người những nội dung tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.